Tiếp đó là phần ID. Chúng ta sửa lại phần này. Z heading ID. Ở đây giá trị chúng ta chính là b.id. Lúc này chúng ta hãy thử refresh lại để xem chúng ta đã hiển thị được cái phần title ấy chưa. Chúng ta quay trở về phần Joomla chúng ta và chúng ta refresh. Vậy các bạn đã thấy chúng ta đã có những cái phần title của chúng ta. Nếu các bạn nhìn thấy để như thế này chúng ta rất là choáng mắt thì chúng ta cũng có thể cắt nó đi. Và chúng ta bỏ vào trong phần layout của chúng ta, thư mục chữ layout chúng ta có thể ghi là header.php. Chúng ta bắt nội dung vào. Và chúng ta tiếp tục là chúng ta rewind nó vào giống như thế này. Thì nó sẽ gọn hơn. Bây giờ chúng ta refresh lại xem có thay đổi gì hay không. Thì các bạn thấy không hề có một sự thay đổi nào ở đây. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong phần header. Tiếp đó chúng ta sẽ xem bên phần hiển thị ở đây thì chúng ta có bao nhiêu cột thì chúng ta hiển thị bấy nhiêu. Lúc này chúng ta đã có giá trị của phần item truyền ra từ trong model. Vậy chúng ta sẽ in nó vào phần tbody của chúng ta. Tbody là phần hiển thị chính giữa này. Lúc này chúng ta sẽ thấy tbody tr. Vậy chúng ta copy một dòng này để chúng ta thực hiện. Chúng ta quay trở về phần layout. Lúc này của chúng ta là tbody. Và đây là cái dòng mà chúng ta sẽ phải chạy. Thì phần này cũng khá đơn giản, chúng ta thực hiện như sau. Chúng ta sẽ viết mã lệnh. If nếu count phần từ deep dò đến item. Nếu lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ cho vòng lặp chạy. Void ở đây là deep dò đến item. Add key suy ra item. Hai cái ngoặc này thì chúng ta sẽ cắt và đem xuống phía dưới của cái dòng này. Sau đó chúng ta hãy thử refresh lại để chúng ta xem. Bây giờ chúng ta refresh phần này. Thì các bạn đã thấy nó in ra cho chúng ta cái kết quả. Tiếp đó là phần trang. Là phần cuối cùng ở phía dưới này. Vậy thì phần trang này chúng ta chỉ qua bên phần carry và copy phần trang qua. Đây là phần tên foot của chúng ta. Chúng ta copy phần này. Lúc này tôi cũng không thích nhúng quá nhiều mã HTML vào. Vậy thì tôi cũng tạo ra một tập tin ở trong phần này. Là tên foot.php. Và tôi đưa toàn bộ giá trị này vào. Sau đó tôi sẽ kéo nó vào trong default.php. Đây là default của item. Vậy chúng ta kéo nó vào DY1 foot. Chúng ta refresh xem có vấn đề gì hay không. Lúc này chúng ta bị một cái lỗi. Vì sao? Vì lúc này chúng ta chưa lấy cái phần trang từ trong model của chúng ta ra ngoài. Vậy thì các bạn sẽ thấy rằng default được đưa ra ngoài bằng và truyền từ view truyền ra ngoài layout bằng deep dò đến begination. Vậy lúc này chúng ta sẽ copy cái này và vào trong phần view của chúng ta. Đây là phần chúng ta cần truyền ra. Và chúng ta viết như sau. Deep dò begination bằng deep dò đến get
Vậy thì chúng ta sẽ ghét cái gì? Lúc này chúng ta sẽ ghét Benigason của chúng ta. Trong những phần này thì chúng ta không cần phải sửa đổi cái gì cả, vì những cái phương thức này nó đã có thể dùng cho gần như tất cả các cái controller trong cái phần hiển thị của chúng ta. Vậy chúng ta copy phần này ra ngoài view và chúng ta bỏ vào đây get. Sau đó chúng ta hãy thử refresh lại xem còn báo lỗi nữa hay không. Các bạn thấy không hề còn báo lỗi gì cả. Và chúng ta có thể nhấn phần trang. Khi nhấn phần trang thì các bạn thấy số lượng hiển thị ít hơn. Bây giờ chúng ta thực hiện là hiển thị các giá trị ở đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ hiển thị cái phần tiêu đề. Tiêu đề của chúng ta thì nằm ở trong cột title. Vậy chúng ta sẽ hiển thị nó ra. Chúng ta quay trở về phần layout. Các bạn nhìn thấy ở đây phần đầu tiên là cái nút checkbox. Nút checkbox này chúng ta để như thế này thì không được, mà chúng ta phải sử dụng một cái phần gọi là Zgig. Phần Zgig này chúng ta đã làm ở bên phần carry, vậy chúng ta chỉ tìm đến và copy nó qua. Các bạn thấy đây là checkbox. Các bạn nhấn vào đây và lúc này chúng ta tìm bên trên thì các bạn đã thấy ở đây chúng ta đã có giá trị. Chúng ta copy phần này qua bên kia. Và sau đó chúng ta thay thế nó vào phần input này. Tiếp theo là cái phần tiêu đề. Chúng ta copy toàn bộ cái phần này lên phía trên. Và chắc chắn ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái biến. Cái biến đó sẽ có tên là title để in ra cái title của chúng ta. Lúc này ở phía trên chúng ta sẽ đặt một cái phần gọi là title bằng. Chúng ta copy cái đoạn mã HTML nãy chúng ta mới cắt vào, đưa vào đây. Chúng ta sẽ điều chỉnh lại một chút. Đây là đường dẫn thì hiện tại chúng ta chưa có, chúng ta sẽ để tạm thời dấu thăng. Đây là cái hình ảnh, cái đường dẫn đến cái hình ảnh của chúng ta. Lúc này chúng ta sẽ phải kết hợp cái loop in của security vào để hiển thị được cái hình ảnh giống bên kia. Phần này chúng ta sẽ tính sau. Last chúng ta để nguyên tiêu đề. Vậy chúng ta sẽ enter xuống dòng. Chúng ta sẽ enter phần này xuống. Phần tiêu đề của chúng ta sẽ bao gồm hai phần. Thứ nhất là tiêu đề, thứ hai là phần carry. Vậy thì chúng ta xem. Ở đây là chúng ta có một cái phần là title của chúng ta. Rồi chúng ta cứ enter từ từ xuống, chúng ta sẽ điều chỉnh lại từ từ. Phần này chúng ta thiếu dấu chấm. Chúng ta nối cái đoạn mã này lại. Và cuối cùng là có một dấu chấm ở dưới này, dấu chấm phẩy, đóng cái dấu ngoặc lại. Chúng ta kiểm tra lại xem nó còn bị lỗi ở chỗ nào. Chúng ta thử đóng phần này lại coi nó còn báo lỗi hay không. Thì các bạn thấy nó vẫn còn báo lỗi về để giá trị này xuống về. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử ở đây xem có vấn đề gì hay không. Chúng ta refresh lại. Bạn thấy nó báo lỗi ở dòng 41. Vậy chúng ta xem dòng 41 của chúng ta. Dòng thứ 41. Phần này không liên quan gì đến chúng ta cả. À, tôi đã phát hiện ra là do lúc nãy có một cái khoảng trắng. Và trong cái khoảng trắng này thì nó có một cái dấu nháy. Các bạn nhìn thấy cái dấu nháy ở phía cuối cùng này. Nên nó bị lỗi vì chúng ta bỏ dấu nháy này đi. Và bây giờ chúng ta refresh lại.